Chào tất cả anh em nhé, mình là Tạo Độ. Hôm nay lại tai nạn tiếp anh em ạ. Lần này thì là mình đâm vào người ta rồi. Tại vì là mấy cái xe phanh liên hoàn ấy, nên là không phanh kịp được, đâm phát con Kia Morning. Mau phải đi từ cánh cửa. Năm nay đúng là không hiểu là cái năm gì đối với mình nữa. Lúc nãy em có đi nhầm đường ấy. Sao anh? Và lúc nãy em có đi nhầm đường, anh quanh về đây lãi sinh. Hai xe trước là phanh gấp đúng không? Con gái lái à? Con gái lái xe 1.2i10. Mẹ báo hại em. Mày vẫn đến. Đang đi phanh phạt. À, chú à. Đây nhá chú nhá. Thật sự với anh em là năm nay thật sự là một năm đen đen, phải nói là mình chỉ cầu là nó hết năm nay luôn và ngay thôi. Không dùng từ gì để diễn tả được cái độ đen nữa. Cái xe kia chắc là phải đền mất tầm độ 5-7 triệu anh em ạ. Đây là ông này là ông không phải là chủ xe nữa đâu. Ông này là ông thuê cái xe này, đang gọi cho chủ xe để báo giá là bao nhiêu tiền. Quá chán luôn anh em ạ. Thế đang ở trên đường cao tốc trên không, gần Trần Dương anh em ạ, gần bến xe Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình này. Chẳng hiểu năm nay là năm gì. Đấy anh ấy đang gọi điện này, đang gọi điện để báo giá để cho mình đền tiền này. Chẳng hiểu năm nay là năm gì nữa. Tháng đen vai phát, mất tiền liên tục. Quá buồn anh em ạ. Thế theo anh ấy chia sẻ là lúc trước xe anh ấy là có xe con gái lái đang đi được phanh chết đứng giữa đường thì anh phanh kịp, mình thì mình không phanh kịp. Nói chung là do mình giữ khoảng cách không giữ được khoảng cách an toàn thôi. Nếu mình đâm là đít người ta là mình sai rồi, chẳng cần biết là trên nó như thế nào, mình không phanh được là mình phải chịu. Ôi trời, chán thôi rồi anh em ạ. Xe mình thì không sao cả anh em ạ, xe mình thì đây. Ok chứ anh? Xe ông toàn thế nào? Dạ vâng. Rồi, chỗ đấy chú ơi. Ok, cảm ơn tất cả em xem một clip mình nhé.